xin chào bà cô chú và các bạn đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà ơi, có mình có đi thì mình phải có về thôi mọi người ơi. Thật sự là hôm nay về cũng còn tiếc lắm, nhưng mà Như về nhà cũng có việc á, cho nên là Lan là cứ ngủ là thôi ở lại thêm ngày đi chị, ở thêm ngày á, thật sự ở không được mọi người, tại vì nhà mẹ chồng Như đánh cơm á nên về phải phụ mẹ để làm tiếp. Chứ thật sự ở trên này thì hai chị em còn nhiều chuyện để làm lắm, còn nhiều cuộc hẹn lắm nhưng mà chưa có đi được. Trời ơi, chứ hẹn chứ sao nha. Bây giờ thì Vương Lan cũng đưa tiễn chị Như Nguyễn lên xe mà cô chú đi về quê mà cô chú và có thể là chị em mình gặp lại lần này á, là lâu lắm mới có thể gặp lại nữa, do Lan 30 này thì về Trung Quốc rồi. À, có thể là năm sau nữa là không biết là Lan về Việt Nam làm ăn được thì mỗi năm được về một lần, còn là không được thì 2-3 năm về một lần mọi người ạ. Anh Bảo Sinh chuẩn bị băng keo để gói quà cho Như nè mọi người, thật sự luôn, quá trời quà luôn á nè. Anh nói cái này về là ngâm rượu hoặc là mình uống với mình ngâm với nước nóng để mình uống nè. Rồi cái này là nấu canh gà nè, gà rất là ngon luôn, hầm thuốc bắc ấy mà ngon, cái hạt nó to đùng nè. Lần trước á, lúc trước mà Như mua đồ mà hay có cái hạt kỹ tử ở trong cái đồ mà mình mua đồ ăn, đồ hầm này kia thì nó hạt nó nhỏ téo teo à, nó chỉ phần 1/3 cái hạt này thôi, nó nhỏ lắm. Mà nay hạt đúng to luôn, mà nó ăn nó ngon nha mọi người. Mọi người, cái này là hàng này của Vương Lan từ Trung Quốc đem về, rồi gông biển nữa nè. Rồi quá trời, cái này cái gì đây? Táo đỏ kẹp ốc chó. Ôi cái này ngon lắm nha mọi người ơi. Ừ, cái này là Như tâm đắc cái này nè, nên mua nha, ngon cực kỳ luôn. Như đó giờ Như kén ăn hạt lắm luôn, mà ăn cái hạt này ngon, đúng ngon luôn. Rồi quá trời coi nè, vì cái gì táo đỏ coi nè mọi người, trời ơi coi, quá trời quà luôn, đặc sản của Trung Quốc. Đây kỹ tử ảnh, Như nói là để lại bớt đi, không có nhiều như vậy đâu, mà ảnh cương quyết anh không chịu, mắc nợ. Cười không biết, Như nói anh có hiểu không? Bây giờ anh chuẩn bị băng keo nè. Ở dưới thì thả cua, có cua không? Dạ thì thả cua hay là không? Dạ có. Có anh mấy tiếng hồ bắt đầu mới đi lỡ có. À đợt rồi anh về anh mê luôn. Phải chi mà Lan phải lâu ha, về dưới chiến nữa. Dạ phải cầm đi rồi, đi về quê nữa. Đây đây đây, đi tên với chị vô nè. Đi với cô đi về quê câu cua, hãy là câu cua. Trời ơi, tôi cũng có con trai là cỡ này là về là tôi nuôi luôn à. Đi nha. Rồi bye bye cha mẹ đi. Rồi đi vô lấy cặp đồ đi. Đó, bạn về đó. Quán khổ rồi. Ngủ mà ăn cây lên đồ nữa chưa. Rồi đi nha. Đồ theo nè Lan. Bây giờ nè, từ dậy đi. Nè, chào mẹ. Con về năm căn luôn. Đi, chào cha đi. Con về năm căn. Về qua đi. Rồi đi nha. Không hối hận nha. Rồi đi. 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 Rồi. Rồi khi nào ba mẹ rước về không? Không, ba mẹ không rước con. Ba mẹ không rước. Nè, nói kỹ này, ba mẹ không rước. Không rước đâu. Về với cô luôn, về năm căn ở. Về với cô nuôi luôn á. Về cô nuôi luôn. Không có về cha mẹ. Cha mẹ không rước kìa. Không ai rước cô hết, không ai đi theo cô hết. Rồi đi về thôi, mình về. Vậy nha. Hả? Không. Mong là em bán được thật nhiều hàng để chuyến sau em xây cái nhà to to để cho ba mẹ ở. Dạ Hiếu. Dạ. Cái nhà cấp 4 rồi, ok. Cái này là ổn rồi nè. Cái này là chị thấy ngon lành rồi, nở rộng rãi. Mong là làm sao chị lên tăng gia nhà Vương Lan. Chắc lâu lắm. Trời ơi. Nhiệt tình thôi mọi người. Nhiệt tình lắm, giống như là coi như giống như là em út ở trong nhà vậy đó. Em cũng muốn ở lắm nhưng mà công việc không cho phép. Phải về thôi. Hôm trước thì mình đi thì có chị Loan rước. Hôm nay thì có anh chị 7. Anh chị 8 nha. Anh 3 chị 8. Dạ mấy chồng con quá vậy. Quá trời đông. Em cầm đi rồi. Rồi em cảm ơn nha. Bắt tay cái cây. Rồi cảm ơn. Trời ơi con muốn đi về quê với cô. Đi về với cô.
Nè, thương anh chị lắm luôn á, đưa Như ra đây nè, nhưng mà đợi xe với Như luôn nha. Ok, Như nói là anh chị về trước thì anh chị nói đợi chờ xe tới rồi về luôn. Anh với chị lên là coi Như như người nhà vậy đó mọi người. Quan tâm lắm luôn ấy. Hey, con chào ông bà cô chú ơi. À, định đòi về xưa vừa về năm căn với Như. Như bắt đầu Như mới nói là thôi giờ về với dì đi, rồi xong rồi cái ở dưới luôn thì không chịu, suy nghĩ lại là không chịu. Chứ định là đi chơi á chứ. Chơi và bữa nay ba biết là mới đi. Đúng rồi, định mới đầu là định đi chơi. Chơi. Sao mà nghe nói là ở dưới luôn rồi không, hối hận mày không đi. Tính đi là về bữa nhà mẹ xuống. Đi là ba mẹ có thì nhà ba mẹ xuống trước là mới đi. Rồi bây giờ là suy nghĩ lại rồi. Rồi con định khi nào xuống nhà dì Như chơi? Mở khẩu trang ra cho dì Như. Mở khẩu trang nè, mình đẹp trai mà, mình đẹp trai mà. Mắc cỡ. Không phải đâu, đi ra đường nó phải bịt khẩu trang. Vậy hả? Nó khỉ à. Bây giờ nó mở khẩu trang ra. Trốn rồi, trốn rồi. Khi nào con xuống nhà dì Như? Ngoan à. Khi nào? Đứng lên, đứng lên. Trốn rồi, mắc cỡ. Nó đi ra đường là nó phải bịt khẩu trang vậy đó. Không bao giờ nó mở khẩu trang vào đường. Xe mà về dưới em hoặc ở dưới em lên đây là đúng có một chiếc này thôi, không có xe nào khác hết á. Có người lên luôn á. Xe tới rồi kìa mọi người ơi. Trời ơi, đợi nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đó chị, 45 phút. Thì em có nói với nó là thằng này hả? Có. Dạ. Xe tới rồi. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều nha. Em bye bye. Khi nào mà xuống 5 căn này alo em nha. Rồi. Rồi gặp bạn nữa rồi. Rồi Như lên xe thôi. Xe này là cái xe. Xe này là hôm bữa em lên xe này nha. Để về anh quay bề thuận cho anh. Cũng cho chậm tôi mấy bình phong nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Bye bye. Đi lên anh. Ổng đâu rồi? Ổng kìa, ổng bữa nay làm gì vậy liền vậy? À đang chơi. Quay cái đồ gì này. Cái nào? Em bánh mì mẻ 25.000. Mua 2 ổ vậy. Anh ơi lấy em 2 ổ bánh mì nha. Mua bánh mì phải kêu bạn tính tiền. Với lại gọi đây. Mấy ổ kìa,
bánh mì mà ở đây là người ta nướng bánh mì ở trong đó luôn kìa mọi người. Nếu như kiểu như là ghé đây là phải ăn bánh mì theo quay nha, chứ còn nếu mà không ăn là không có ghé đây. Đây là đặc trưng, ở đây là đồ bánh mì heo quay tại chỗ luôn. Ghé đây ai cũng mua bánh mì heo quay hết. Trong lò này, trong lò làm nhiều kinh khủng luôn. Rồi đi. Nhưng mà bà con chú ăn bún bò với Như nha. Ở đây là Như ghé trạm Tiền Giang, trạm 80 ở Tiền Giang đó mọi người. Phía sau Như là hồ cá Hải Tường Lãng Ông. Mọi người mà thấy hồ cá mọi người biết là ở đâu rồi không? Xe đi là lúc nào cũng ghé cạnh nhìn chân nẻ chân mọi người. Một câu như là ít nhiều. Các khẩu vị ở đây, cái niềm miếng này là ăn rất là vừa ăn. Cái nước súp mình chỉ cần lại cái miếng chanh với ớt là ngon. Thank you.